Đây chính là món quà đầu tiên mà bác Hai định tặng cho má con. Nhưng bác chưa kịp tặng thì bác đã biết được cha con cũng phải lòng má con. Bác đành chôn giấu hết chuyện tình cảm của mình vào trong lòng. Ủa, anh Hai à... Cho em hỏi chuyện này nha. Chuyện gì vậy Thím Ba? Thím cứ hỏi đi. Sao anh Hai chưa chịu lập gia đình nữa vậy? Trước đây anh Hai có từng thương ai không? Trước đây tôi đã từng thương một người. Nhưng mà người ta có thương lại anh Hai không? Tôi cũng không biết nữa. Tại vì tôi không dám nói cho người ta biết. Mình thương là mình phải nói chứ. Biết đâu người ta cũng thương lại anh Hai thì sao? Bây giờ người ta lấy chồng mất rồi. Vậy thì phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Rồi sau đó bác Hai luôn tơ tưởng tới má con chứ gì? Là chỉ luôn coi má con là em dâu trong nhà không hơn không kém. Còn chiếc kẹp này, nó chỉ là một kỷ niệm của một thời thanh niên bồng bột. Chứ không phải bác cố tình giữ lại. Đợi ba con chết, rồi hai người danh chính ngôn thuận đến với nhau hả? Không. Không bao giờ bác nghĩ như vậy. Làm sao mà bác có thể làm được cái chuyện tán tận lương tâm như vậy? Con đừng có nghe người ta nói bậy. Con có thể không tin bác, nhưng con phải tin má con. Con phải tin vào sự trong sạch của má con. Chưa bao giờ bác con có tình cảm với bác. Thôi được rồi, bác không cần nói nữa. Một người thì khuất mặt khuất mày, một người thì luôn nói tốt cho mình. Bác kêu con tin hả? Bác nghĩ con tin không? Thôi thì cứ để thời gian đi, thời gian sẽ trả lời. Chẳng. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.